신저 친 중밀라 레드벨벳. 네, 오늘 친을 통해 정규 3집 7킬로 인사드릴 수 있게 되어서 정말 기쁩니다. 이번 정규 3집 7킬은 다채로운 장르의 총 10곡이 수록되어 있는데요. 특히 타이틀곡 7킬은 팝 댄스곡으로 여러분한테 힘이 될 수 있는 곡이지 않을까 싶어서 이번 앨범 많이 기대해 주셨으면 좋겠습니다. 오랜만에 정규 앨범으로 돌아온 만큼 정말 열심히 준비했으니까요. 이번 앨범과 뮤직비디오를 많이 사랑해 주시고 또 저희만큼 많이 좋아해 주셨으면 좋겠습니다. 네, 틴을 통해 베트남 시청자 여러분과 저희가 사랑하는 레벨업에게 인사드리면서 곧 베트남에서도 또 만날 수 있었으면 좋겠습니다. 네, 저희 다시 만날 때까지 레드벨벳 계속 지켜봐 주시고요. 저희의 다채로운 음악 세계를 즐겨주세요. 신까만 바이바이. 레드벨벳 Nữ hoàng concept của K-pop đã chính thức phát hành full album thứ 3 TQ vào ngày 13 tháng 11 vừa qua. Đây là lần trở lại của nhóm sau 6 năm kể từ full album trước đó Perfect Velvet. Vì thế, album của nhóm được rất nhiều khán giả mong chờ ngay từ những bức ảnh đầu tiên được công bố. Phong cách trong lần trở lại này của Red Velvet là sự kết hợp giữa cả hai yếu tố Red và Velvet, được thể hiện thông qua sự đối lập giữa giai điệu thơ mộng, u ám ở phần mở đầu và giai điệu sôi động, tươi sáng ở phần điệp khúc của ca khúc chủ đề Chiêu Kiêu. Các thành viên đã thể hiện khả năng diễn xuất tài tình của mình trong MV lần này, mang đến phần kịch tính cho câu chuyện âm nhạc. Bạn có cảm nhận thế nào về lần trở lại này của Red Velvet? Hãy chia sẻ với Tin nhé!